chào quý khách. Tôi bên công ty Tahico giới thiệu một sản phẩm máy nén khí Ferrosuit hàng của Việt Nam sản xuất. Đây là một cái máy dùng để sử dụng cho nhiều chức năng, cũng như là trong những nâng cả cầu xe hơi một trụ hoặc là vệ sinh các mọi thứ dùng trong hơi rất là thuận tiện. Cái motor của nó là 4HP, bình chứa là 330 lít. Đấy. Dung lượng rất lớn để ta sử dụng cho các công việc ở trong một cái xưởng rửa xe rất là thuận tiện cho chúng ta. Đây gồm có những cái đây là boe gió. Máy này là hai cấp nha, hai cấp đâm ra lấy hơi rất là lẹ. Đấy. Trong bình nó có nhiều những chức năng. Đây là phần hơi ra, gồm có đồng hồ áp và một le tự ngắt. Đấy. Đấy, le tự ngắt. Những chức năng này khi ta nạp đầy nó có những cái vòi đầy để ta sử dụng trong vấn đề khi ta sử dụng trong sinh hoạt trong cái công xưởng của ta, dùng để xịt hơi khô hoặc gắn nối kết bình bọt tuyết hoặc là gắn vô cầu nâng hoặc ben xe máy, tất cả để sử dụng trong hơi này. Thì trong cái nhà sản xuất nó chỉ chế ra hai cái đầu vòi về thôi. Nó có thể gắn được hai, nhưng khi ta mua về đây ta có thể là kết nối vào những cái van ba chấu ta mua về và ta kết nối vào đây để ta đấu được nhiều dây ra ta sử dụng trong nhiều công việc trong chỗ công xưởng ta đang xài. Đấy, đấy, ta có thể mua thêm xài. Thì cái bình này là sản xuất mới 100% tại Việt Nam. Đây, gồm có những trong đây nó có những hướng dẫn để sử dụng, bảo trì cho khách hàng khi mua về. Đó, nó có đầy đủ hết các hướng dẫn sử dụng. Đấy. Thì cái máy này trong quá trình khi về đây nó đã được cân chỉnh, nhà sản xuất đã cân chỉnh và test hết tất cả, quý khách cứ an tâm xài và không cần phải cân chỉnh gì nữa. Đấy, đây là tất cả nó xài đều tự động hết, hơi vô sẽ đủ số ký, sẽ tự ngắt và khi ta xài xuống, số ký tụt xuống thì nó sẽ tự bơm trở lại cho chúng ta xài, nha, không phải sử dụng gì hết, nha, không phải chỉnh gì hết nha. Ok, kính chào quý khách và quý khách muốn mua thì xin liên hệ với công ty Tahico. Sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho quý khách, mong quý khách ủng hộ cho công ty. Xin chào.